hai nhà vô địch thế giới Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh được chào đón rất nồng nhiệt. Trưa ngày 26 tháng 3, hai cơ thủ Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh đã trở về Việt Nam sau chức vô địch đồng đội thế giới đầy danh giá. Sau nhiều lần tham dự giải vô địch đồng đội thế giới, BIA Việt Nam vẫn chưa thể vượt qua vòng tứ kết. Tuy nhiên, ở giải vô địch đồng đội thế giới 2024, bộ đôi Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh đã đến Weissen, Đức, với hy vọng lần đầu tiên đưa BIA Việt Nam có được tấm huy chương lịch sử. Không phụ lòng người hâm mộ, hai cơ thủ hàng đầu Việt Nam đã thi đấu đầy quyết tâm để vượt qua vòng. Áp lực cho hai cơ thủ Việt Nam chính là trận tứ kết với đội tuyển Bỉ và cả hai đã vượt qua đối thủ ở trận đôi căng thẳng. Lên tinh thần khi lần đầu được vào bán kết, Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh tiếp tục vượt qua đội tuyển Mỹ ở bán kết và đội tuyển Tây Ban Nha trong trận chung kết đầy nghẹt thở vào rạng sáng ngày 25 tháng 3. Bao Phương Vinh chia sẻ, anh thấy rất hạnh phúc vì thành tích xuất sắc của mình và đàn anh tại đấu trường thế giới. Hai tay cơ đã chịu rất nhiều áp lực và mọi thứ như vỡ òa khi giành chiến thắng. Bình luận viên Minh Điền thay mặt Việt Kiều trao thưởng nóng 1.000 USD cho hai cơ thủ. Ông Tịnh Nguyễn, chủ tịch hệ thống BIA bà chịu thưởng nóng cho mỗi cơ thủ 10 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.